Vậy thì đến đây ấy, thì mình sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn nữa và mình sẽ đi luôn vào cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Ở đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là mình đang có một cái mình đặt tên là giờ cơ suất gốc. Thực ra ấy, thì đây là một cái dữ liệu chấm công gốc mà mình mới xuất ra từ phần mềm. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái cột C này của mình này thì cái dữ liệu của mình ấy thì nó chắc chắn là chữ tại vì nó lệch bên trái đúng không ạ? Và đối với cái dữ liệu là chữ ấy, thì bạn sẽ không thể nào bạn tính toán được đâu. Vì thế cái nhiệm vụ đầu tiên của các bạn ở đây đó chính là các bạn sẽ phải chuyển được cái dữ liệu ở cái cột C này về dữ liệu gọi là dạng số trước đã. Mình có thấy là một số bạn ý thì bạn hay bảo là bạn sẽ bằng này và bạn sẽ ấn vào trừ trừ và bạn sẽ ấn vào như thế này, chọn đến cái ô C2, sau đó bạn kéo công thức xuống. Các bạn có thể thấy là nó chuyển một cách nói chung là cũng khá hoàn hảo đúng không? Có một số bạn ý thì bạn bảo mình là bạn sẽ lấy dữ liệu này nhân với 1 thì thực ra thì nó cũng được, nhưng ý mình có khuyên các bạn nhé là các bạn đừng làm như vậy. Tại vì sao? Bây giờ nhé thì mình sẽ sử dụng đến cái hàm đây đi. Mình sẽ chọn tới ô D2 và kéo thử công thức xuống. Thì các bạn có thể thấy ở đây thì mình đang lấy ra phần ngày nó tương đối chính xác, đúng không? Tại vì đây là mình là mùng 4 tháng 5 thì ngày là ngày mùng 4 này, ngày mùng 5 này và ngày mùng 6, có đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy thì nó đúng tại vì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy cái đồng hồ trên máy tính của mình thì hệ thống của mình ấy đang là ngày trước, tháng sau, sau đó mới đến năm. Tuy nhiên nhá, thì không phải ai cũng sẽ sử dụng cái định dạng ngày tháng của hệ thống như thế này. Mà mình biết là một số bạn làm cho Nhật Bản hay là Hàn Quốc chẳng hạn, hay là Mỹ thì mọi người hay để là tháng trước, ngày sau. Bây giờ thì mình sẽ thử vào trong Control Panel và mình sẽ thử thay đổi lại cái định dạng ngày tháng. Mình sẽ vào Additional Setting này, mình đi tới phần Date và cho cái mục Sort Date này, mình sẽ gói vào là MM này, DD và 4 chữ Y. Ở đấy thì các bạn hoàn toàn có thể gõ là M nhỏ cũng được nhé. Và Windows nó sẽ tự động sửa lại. Nhưng mà chuẩn nhất thì các bạn sẽ gõ cho mình là M to nha. Apply, OK. Rồi, bây giờ nhé thì mình sẽ quay lại này. Thì các bạn có thể thấy là hiện tại ấy, thì sau khi mà mình chuyển định dạng hệ thống ngày tháng của hệ thống nó như vậy thì các bạn có thể thấy là bây giờ ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mùng 5 này. Được chưa? Và thậm chí nếu bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy một loạt value luôn. Tại vì ở đây nhá, khi các bạn chuyển cái chuỗi này sang này, thì Excel sẽ hiểu đây là ngày mùng 5 tháng 13. Và như các bạn biết ấy, thì tháng nó sẽ chỉ chạy từ 1 cho đến 12 thôi, đúng không? Vì thế cái cách này ấy, thì mình khuyên các bạn nhé, đó là đừng bao giờ sử dụng, được chưa? Vậy thì nếu mà không sử dụng cách này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đấy thì các bạn sẽ sử dụng hàm date kết hợp với hàm time như sau. Mình sẽ dùng date này. Đầu tiên, hàm date của chúng ta ấy, thì nó sẽ gồm có 3 số vào lần lượt là year này, month và day. Thì cái phần year này thì nếu các bạn muốn lấy ra được cái phần year thì bạn sẽ sử dụng cái hàm cắt chuỗi thôi. Và nếu bạn cắt từ giữa thì bạn sẽ sử dụng cho mình hàm mid nhé. Bạn có thể đếm này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 và mình sẽ lấy từ ký tự thứ 7 và 4 ký tự, đúng không? Thì lấy được phần 5. Mình sẽ vào mid này. Date là C2 này. Start năm của mình ấy, thì sẽ là 7,4. Thì đó là mình sẽ lấy ra được năm này. Tiếp tới thì mình lấy tháng thì mình cũng sẽ dùng hàm mid thôi. Với text thì là C2, phẩy. Start năm của mình ấy, thì nó sẽ là vị trí số 4 này, phẩy 2. Và cuối cùng là ngày. Thì đơn giản là bạn sử dụng cho mình hàm left thôi. Tại vì mình sẽ lấy hai cái tự ở phía bên tay trái mà. Đúng ạ. Và đến đây thì mình đóng ngoặc lại này. Sau đó thì nếu muốn ghép thêm cái phần thời gian vào ấy thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là dấu cộng nhé. Và mình sẽ cộng với cả hàm time. Hàm time của chúng ta ấy thì nó sẽ có 3 số đầu vào lần lượt là giờ, phút và giây. Và giờ của chúng ta nhé thì các bạn có thể đếm này, 1 2 này. Ví dụ như là đi đến đây là 6 này, 10 này, 11 12. Có nghĩa là mình lấy từ ký tự thứ 12 và hai ký tự, đúng không? Mid của C2 này phải 12,2. Phút ấy, thì mình sẽ lấy ra hai ký tự ở phía bên tay phải thì mình dùng hàm right và second ấy, thì ở đây thì nó không có sẵn rồi thì các bạn nhập vào là không cho mình nhé và enter. Sau đó mình kéo thử công thức xuống thôi thì các bạn có thể thấy nhé là cái công thức của chúng ta ấy, thì nó hoạt động nó hoàn toàn chính xác, có đúng không? Đó, ở đây thì tại sao nó không hiển thị là kiểu như là tháng trước, kiểu như là tháng trước ngày sau, đúng không? Mà nó hiển thị là ngày trước tháng sau. Tại vì thực ra ấy, thì ở đây này,
mình đã kiểu như là mình đã định dạng cho cái hệ thống rồi, có cho cái format sale ấy, nó là DD, MM và II, có nghĩa là ngày trước tháng sau, được chưa? Đó, thì việc nó hiển thị thế này thì do cái format sale của mình các bạn nhé. Tuy nhiên ấy, thì đến đây thì mình đã chuyển đổi được cái dữ liệu gốc của mình ấy, từ cái dữ liệu là cái dạng chuỗi sang thành dạng số rồi. Mình sẽ show công thức ra đây cho các bạn nhé, để các bạn có thể nhìn nó rõ hơn, được chưa? Tiếp theo ấy thì làm thế nào ở đây mình lấy ra được phần ngày riêng và lấy ra được cái phần giờ riêng. Thì ở đấy thì nếu các bạn muốn lấy ra là cái phần gọi là phần ngày thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái hàm, đó chính là hàm INT các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng INT này và chọn đến cái phần giờ kết xuất. Thì cái hàm INT này này thì nó sẽ làm tròn cái giá trị number này, số số nguyên gần nhất và nhỏ hơn nó. Và nó sẽ chính là cái phần ngày mà chúng ta cần. Đối với phần ngày mà chúng ta cần ý, thì mình sẽ chỉ hiển thị là DD này, MM và 4 chữ Y thôi. Được chưa? Có nghĩa là mình hiển thị riêng phần ngày thôi. Và như các bạn thấy nhé, là mình đã tách phần ngày ra riêng và không có một cái lỗi nào cả, đúng không? Còn nếu mà các bạn muốn lấy ra là cái phần giờ ấy thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái hàm, đó chính là hàm mod nhé. Thì cái hàm mod này này thì nó là một cái hàm, nó sẽ giúp đỡ cho các bạn lấy ra được cái phần dư sau khi bạn lấy number chia cho divisor, được chưa? Và number ở đấy thì mình sẽ chọn là cái giờ kết xuất là OD2 đi, và divisor thì mình chọn là một thôi, enter. Ở đấy thì mình sẽ format nó thành HHMMSS, có nghĩa là mình sẽ chỉ hiển thị phần giờ thôi như thế này đó. Và mình sẽ show lại công thức một lần nữa, và như các bạn có thể thấy nhá, bằng việc là sử dụng công thức kết hợp như thế này thì mình đã xử lý được cái giờ kết xuất gốc ở trong chấm công rồi. Và đến đấy thì cái bài chia sẻ của mình thì nó cũng đã kết thúc rồi, và mình chỉ có một cái lời khuyên nữa thôi, đó là đối với cả cái dữ liệu gọi là ngày tháng này, các bạn đừng vội sử dụng cái gọi là nhân 1 hay là trừ trừ nó để chuyển sang dạng số nhé. Tại vì nếu mà các bạn vội vàng ấy thì có thể là cái kết quả của bạn nó sẽ không còn chính xác nữa đâu, được chưa? Và đến đây mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối mỗi ngày trong tuần. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.